Hướng dẫn anh em cắt nha. Thì anh em cắt cái độ xéo đó, anh em bỏ 5 phân hết rồi đó. Hai cái viên đen này anh em cũng vậy, anh em cũng cắt bỏ 5 phân. Xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh xây dựng góc đất gạch nha. Hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em cắt cái mẫu 3D chi tiết cái hình hộp này nha. Thì đây trên tay Tuấn là cái mẫu hình nè. Thì muốn được cắt được cái hình này, chút xíu Tuấn sẽ hướng dẫn anh em kỹ hơn. Thì cái hình này và cái hình trắng nè, mấy cái mẫu trắng này là nó một cỡ nha anh em, một khuôn nha. Bắt đầu Tuấn sẽ làm cái khuôn cho anh em dễ hình dung nha. Rồi đầu tiên thì anh em muốn cắt cái cỡ, anh em phải làm cái khuôn nha. Thì Tuấn cũng nói sơ qua cái khuôn này một xíu nha anh em. Cái khuôn này là 45 độ. Nó 30 và 30 nha anh em. Cái này anh em cắt thẳng qua luôn cũng được, thẳng qua thành tam giác luôn cũng được, mà anh em muốn cắt như trên hình cái khuôn Minh Tuấn cũng được. Anh em cắt thẳng luôn cũng được nha. Cắt 30, 30, đầu này 30, đầu này 30 nha. Tuấn sẽ ghi đây cho anh em coi. Đây đầu này xuống đây là 30. Và cái đầu ngang qua bên đây là cũng 30 nha anh em. Thì nó sẽ ra được cái khuôn như vậy. Thì cái hình hộp ở trên mình không có cắt cái khuôn như vậy nữa, thì mình sẽ làm cái khuôn khác nha. Cái hình 3D ở trên á thì mình không có làm cái khuôn này được nha anh em, mình phải làm cái khuôn khác nha. Đây là cái khuôn nè. Cái khuôn này á là anh em cắt 17 năm và 30 nha. Cái đầu này qua đây là 30 nè, chúng sẽ ghi ra 30. 30 cm nha. Qua đây. Qua đây là 30, còn ngang qua lại đây là 17 năm nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm cái khuôn này đặng mình cắt cái hộp này nha. Đây qua đây 17 năm, qua đây là 30 nha anh em. Rồi tôi sẽ cắt một viên đầu tiên cho anh em xem nha. Bắt đầu tôi sẽ hướng dẫn từng bước cho anh em dễ hiểu nha. Rồi thì như đầu clip đó tôi cũng nói anh em á, thì tất cả những cái hình như vậy thì mình bây giờ mình cắt ra cái hình như vậy nha. Thì tất cả cái mẫu trắng mẫu đen này á là cắt một cỡ nha anh em. Để cắt ra được cái cỡ này á thì tôi sẽ hướng dẫn anh em. Thì tôi sẽ cắt trước một viên cho anh em coi nha. Coi tôi sẽ cắt khớp cái viên này luôn. Khi anh em muốn cắt được cái hình đó đó, anh em phải cắt cái hình ra qua bên đây là 10 phân. Từ đầu này qua đầu này 10 phân nha anh em. Thì anh em đo cho kỹ 10 phân nha. Rồi bắt đầu tôi sẽ cắt cho anh em xem nha. Em nhớ đo cho đều nha. Bắt đầu mình mới vô được nha anh em. Khi mình ráp vô nó sẽ vô hết nha. Đây đầu này 10 phân và đầu này 10 phân. Trước tiên anh em phải cắt bỏ một đầu. Thì vô cái cỡ của mình á, anh em phải cắt bỏ một đầu nha. Rồi mình bắt đầu mình mới đo mới vô được. Đây tôi sẽ cắt trước một viên rồi bắt đầu tôi sẽ chỉ anh em đo nha. Đây nó đã ra cái hình này rồi nha anh em. Đây nè tôi gắn vô nè. Đó anh em thấy không? Nó sẽ ra nha. Thì cái thằng trắng á và cái thằng đen á nó đều một cỡ của nó nha anh em. Thì anh em cắt xong rồi anh em mài lại cái đáy ở dưới nha, nó bị le ra. Rồi thì trước tiên anh em cắt cái khuôn 10 phân hết nha. Anh em cắt 10 phân, cái viên gạch 10 phân bắt đầu anh em cắt bỏ một đầu nha. Trên cái cỡ anh em làm dấu nha anh em. Anh em làm dấu một cái nha. Đầu tiên thì anh em cắt bỏ một đầu trước. Ở cái khuôn của nó. Em cắt cái viên 10 phân rồi bắt đầu anh em cắt bỏ một đầu nè. Bỏ trước một đầu nha. Đây bắt đầu anh em bỏ một đầu rồi. Thì bắt đầu anh em đo cái chiều xéo nha. Đây tôi sẽ đưa lên cho anh em dễ thấy nha. Thì anh em đo cái chiều xéo này nó ra là 11 năm nha anh em. Thì 11 năm anh em đo qua đây là cũng 11 năm luôn nha. Rồi anh em làm cái dấu ở đây. Cái đầu xéo 11 năm rồi anh em đo qua đây cũng 11 năm nha. Rồi bắt đầu em cắt luôn 11 năm và 11 năm hết nha. Tôi sẽ ghi lên đây cho anh em dễ thấy. Đây là 11 năm nè. Rồi cái đầu xéo đây cũng 11 năm nha. Nên em cắt xéo bỏ một đầu á. Cái đầu đó mười mấy á. Thì anh em qua bên đây anh em cũng 11 năm. Qua đây anh em cũng là 11 năm nha. Rồi bắt đầu mình làm mà dấu ở trên cái cỡ này. Tôi sẽ chỉ anh em làm dấu trên cái cỡ này nha. Đây anh em sẽ gạch một dấu. Một dấu trước nha. Rồi anh em bỏ vô. Hồi nãy mình đo ra 11 năm rồi. Thì ngay cái dấu 11 năm anh em để vô cái cỡ. Cái dấu mới gạch nha. Anh em kìm lại cái viên cỡ cho nó cứng nha anh em. Rồi ngay cái mũi tên anh em gạch một dấu ngay chỗ này nữa. Đặng anh em cắt tới nha, cắt tới luôn. Đây nó sẽ ra hai cái dấu nè. Rồi bắt đầu anh em cắt tới thôi, anh em khỏi cần đo nữa nha. Anh em chỉ đo một cái ở trên thôi, 11 năm. Rồi đây qua đây 11 năm thì anh em làm dấu anh em cắt tới thôi.
đó, anh em để đẩy đẩy qua cái dấu đó nha, anh em cắt tới nha. Anh em cắt cái này nhớ đo cho chính xác nha anh em, không chính xác là khi anh em ráp vô nó sẽ hở rất là nhiều, là nó sẽ không có vô cái khuôn của mình nha. Rồi khi cắt xong thì anh em bẻ thôi, anh em cắt hết đi, anh em đếm bao nhiêu viên là anh em cắt hết đi nha. Viên đen và viên trắng á, thì anh em cũng cắt chung một khuôn nha, anh em nhớ nha, cắt 10 phân trước thì độ xéo ra 11 đó, anh em đo qua 11 thì nó sẽ ra cái khuôn như vậy. Thì anh em đo lại nha, đo lại 4 chiều của nó là đúng 11 năm hết à. Bên đây cũng 11 năm, bên đây cũng 11 năm, bờ qua kia nó cũng 11 năm thì nó sẽ vô hết, anh em ráp nó sẽ vô hết à. Và cái viên đen này anh em cũng cắt 10 phân nha anh em, đây tôi sẽ cắt 10 phân. Rồi tiếp theo anh em cắt xong hết rồi đó nha, thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cách cắt nặng mình ráp vô nha. Khi anh em cắt đen và trắng hết rồi, bắt đầu anh em cắt cái cỡ 5 phân cái viên gạch đỏ của Tuấn nè, là 5 phân nha anh em. Cái viên vuông hồi nãy anh em cắt là 10 phân, anh em cắt là cái viên gạch đỏ Tuấn đang cầm là 5 phân, thì bắt đầu anh em gạch nha, gạch y như cái trên màn hình anh em nhìn nha. Đây tôi sẽ gạch 5 phân, anh em coi cho kỹ nha anh em. Thì tất cả cái những chỗ nào mà cắt thì anh em cứ gạch bỏ đó, ngay chỗ nào cắt thì anh em cứ gạch bỏ, bên đầu này 5 phân, qua đầu kia anh em 5 phân anh em gạch tới thôi, nó bỏ cái khúc này. Anh em nhớ cắt đúng nha, không cắt đúng thì nó sẽ không có vô nha anh em. Những cái viên đen và viên trắng này nè, những cái chỗ cắt thì anh em cứ cắt bỏ 5 phân ở khúc đó, rồi ra tôi sẽ cắt cho anh em xem, rồi tôi ráp vô nha. Đây tôi sẽ cắt nè, những cái viên ở trên này bắt đầu tôi sẽ hướng dẫn anh em cắt những cái viên ở trên đây. Rồi những cái viên này nha anh em, tôi sẽ hướng dẫn anh em cắt nha. Thì anh em cắt cái độ xéo đó anh em bỏ 5 phân hết rồi đó. Đó, anh em bỏ về 5 phân hết rồi bắt đầu phải không? Tới cái viên này phải cắt hai lần nha anh em. Anh em cứ cắt một loạt hết rồi anh em đem vô nha. Bắt đầu mình ráp, bắt đầu nó sẽ vô. Đó. Anh em cứ ráp vô. Anh em đem vô ráp, bắt đầu mình cắt tiếp nha. Anh em thấy không? Cắt lại vô, bây giờ cái viên này mình phải cắt hai lần. Nè, anh em thấy không? Từ trên tức có gạch rồi nè. Bắt đầu mình lấy cái viên đen mình bỏ vô, xong rồi anh em bỏ cái viên đen này vô nha. Bỏ vô đây đặng mình gạch mình cắt thêm một lần nữa, tại vì viên cuối trên đầu hai viên á. Cắt hai lần. Thì đây anh em bỏ cái viên đen này vô nè. Anh em thấy vô cái viên đen này nó khớp không? Bắt đầu anh em gạch dấu đây, xong rồi anh em ra anh em cắt thôi. Anh em cắt nó vô, anh em bỏ vô là nó vô khớp hết à. Đây nè anh em, tôi bỏ vô viên nữa nè, anh em thấy không, nó sẽ vô nha. Rồi bắt đầu ra tôi sẽ cắt cái thằng này nha anh em. Thì mấy cái hình này hồi nãy mình cắt một lọt hết rồi, mình cắt ngay chỗ những cái viên nào cắt á, thì anh em cắt cứ bỏ nó ra 5 phân cái ô. Em thấy ngay chỗ này không, gạch nó ngay cái cạnh luôn, anh em thấy không, đó nó ngay cái cạnh luôn à. Em bỏ cái viên gạch vô anh em canh cho nó chuẩn xác thì nó sẽ vô thôi. Đây tôi sẽ cắt cho mình, tôi sẽ ráp vô cho anh em xem nha. Đây tôi đã cắt rồi, bắt đầu tôi sẽ ráp cho anh em xem nha. Đó anh em thấy không, nó sẽ vô hết nha anh em. Đây đây anh em thấy không, đây bỏ viên đen vô rồi nó vừa khít luôn cái viên luôn nha anh em. Nó mình cắt đúng là nó sẽ vô hết à. Em coi lên cái hình như Tuấn nè, thì anh em cắt chỗ nào á, chỗ nào cắt á thì anh em cứ cắt bỏ cái ô 5 phân vậy đó thì nó sẽ vô. Rồi bắt đầu Tuấn ráp tiếp, Tuấn cắt cho anh em xem nữa nha. Rồi hai cái viên đen này anh em cũng vậy, anh em cũng cắt bỏ 5 phân đó, anh em cắt xéo qua đây bỏ 5 phân nè. Đây nó sẽ vô nha anh em. Đây tôi cắt rồi, bỏ 5 phân nó sẽ vô. Thì những cái chỗ cắt á, thì anh em cứ cắt bỏ 5 phân thì nó sẽ vô thôi. Thì cái viên này bắt đầu anh em cũng cắt hai lần y như viên trên nha. Đầu Tuấn sẽ mượn cái viên này, Tuấn ráp qua đây cho anh em xem nè. Cái viên này lát anh em cũng cắt 5 phân bỏ nha, Tuấn mượn đó. Đây Tuấn làm cho anh em xem cái. Bắt đầu ráp vô nè. Đó, nó sẽ vô thôi nha anh em. Rồi bắt đầu mình sẽ lấy cái viên này mình làm cỡ mình canh, đặng mình cắt cái viên màu đen nha. Đây tôi sẽ bỏ vô đây. Rồi Tuấn cũng cắt cái 5 phân bỏ luôn nha anh em, cắt cũng như hai cái viên đen ở trên nữa nha. Bắt đầu Tuấn sẽ cắt bỏ. Rồi đây Tuấn đã cắt xong rồi, Tuấn sẽ ráp cho anh em xem nha. Rồi bắt đầu mình lấy dấu mình cắt cái viên đen ở trên nha anh em. Thấy cái đường này không, lên 5 phân nè, thì nó sẽ còn lại 5 phân ngay cái đường này thẳng lên. Thì anh em lấy theo gạch theo cái dấu này anh em cắt cái viên đen thôi. Đó anh em để ráp vô, anh em bắt đầu anh em gạch nha. Gạch từ cái đoạn 5 phân ở dưới nè,
anh em gạch lên ngay chỗ cái mũi nhọn đó, đó có 5 phân thì anh em gạch, anh em bẻ thôi thì nó sẽ vô thôi. Rồi tới cái viên này anh em cũng cắt y như vậy, gạch ra xéo qua anh em nhìn nha, đây nè nó có cái đường thẳng nữa nha anh em, anh em nhìn nha, bây giờ bắt đầu mình cắt xéo lại bên đây nha, nó thì nó cũng y như như này. Đây anh em thấy cái mũi nhọn không, đây qua đây thì lên đây ngay cái mũi nhọn nè, tức sẽ cắt xéo qua cái nữa là nó sẽ vô cái khớp bên đây thôi, thì mình gạch dấu qua nha. Đây anh em thấy không, nó đã vô hết rồi nha anh em. Thì mé bên đây thì anh em cũng cắt y như vậy, y như mé bên tay phải màn hình của anh em dòm á, thì bên đây anh em cũng cắt y như vậy là thì nó ráp nó sẽ vô thôi. Đây thì cái viên đen này anh em để giờ anh em cắt cũng bỏ 5 phân xéo thì nó vô nè, đây cũng vậy à, anh em thấy không, rất là đơn giản thôi. Thì bên tay phải màn hình anh em làm sao thì bên đây anh em làm y vậy thì nó sẽ vô hết. Rồi thì cái phần bình luận của Tuấn tới đây Tuấn xin tạm dừng nha anh em. Anh em thấy kênh hay hữu ích á, hãy nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của Tuấn nha. Rồi ngày mai Tuấn sẽ tiếp tục làm video về 3D tiếp theo cho anh em xem nha. Mẫu 3D rất là đẹp nha anh em. Anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng bay răng cưa, bàn đẩy gạch hiệu Ruby, máy laser kê cân bằng, con đời gạch thì cứ liên hệ số điện thoại ở trên màn hình bên Tuấn nha. 0377007661, Tuấn ship code toàn quốc nha anh em. Rồi Tuấn cảm ơn anh em rất là nhiều và xin chào và hẹn gặp lại những anh em những cái video mới nhất. Yeah.